ông già. Dạ nghe bố. Ông già bị chửi gì quá được. Dạ. Em nói coi nghe, cái lai đầu của con thì bố có lên chia sẻ đúng không? Dạ. Bố có nói về cái vấn đề, bố nói vấn đề đổi họ đổi tên đúng không? Dạ. Cho coi cái này. Cái thằng Ngụy già có bưng bô thì vừa phải thôi, đã muốn đổi tên À. đổi họ thì đừng về Việt Nam nữa. Em Ai bố? không biết ai nhưng mà kệ, để tao nói cho mày nghe cái tiếng này. Dạ. Có nghĩa là cái lời tụi nó không hiểu được cái ẩn ý của tao, hoặc mày hiểu không, cái là cái đầu của nó như vậy, có nghĩa là nó không hiểu được là chữ biếm nhẽ, chữ chế giễu, hay là chữ mỉa mai, hay là cái chữ, Dạ. cái đầu của nó chỉ cô đập là chỉ có như hay nói đụng tới là nhảy nhảy phải đũa thôi. Rõ ràng Dạ. cái đầu như vậy mà nó đòi dạy cái gì mà tôi nói cho đồng bào chưa nghe đúng quá. Tôi cười, mày thấy rõ ràng không, nó không hiểu được Dạ. mình bởi cợt. Giống tao tiếp lời thằng nông dân, nó nói vừa ý đúng ý tao, có nghĩa là nó rõ ràng cái người dân tộc, cái dân trí của người Việt mình nó là gì vậy đó. Tao nói rồi, tao nói đâu Dạ. có sai, tao nói không có sai, Dạ. thế rõ ràng không. Mình thì mình Dạ. nói để như vậy để mình biếm nhẹ, để chứng tỏ là đó là những cái thói hư tật xấu của rồi người Việt mình, nhưng mà mình nói theo kiểu hơi buồn cười mà tính cách này vừa giễu cợt rồi vừa đổi, hiểu không? Ủa mà cái tao làm quyền vừa đó rồi họ, mình chỉ nói vậy coi vậy, như vậy nó có những cái thằng vậy đó. Ủa tên tao nào đó, họ là cái gì nó thiển cận mà nó không hiểu được cái chữ vô kiểu gì, nói cái câu gì là thằng nông dân nói thiệt không đi, nói giỡn không hay, nói thiệt không đi, nói thiệt không hay mà nói giỡn không biết luôn, đúng không? Nó chỉ giống như trên cục đất kia, lăn tới đâu biết lăn tới đó thôi. Nói cái đầu của nó như vậy thì tao hỏi mày làm sao. Đây là cái lời của tao nói để mà thuộc dạng chế giễu và hay hài hước và biếm nhẹ để con biết tánh bố rồi, nhưng mà đây nó có Dạ. những thành phần như vậy để chứng tỏ là cái dân trí, cái tụ chống cộng nó là như vậy, nó không hiểu vậy đó, nó không biết vậy đó. Và hầu như trình độ và dân trí của nó là thấp kém, tao nói mày rồi, đủ ngồi thì đủ móc bọc ni lông và toàn chuyện bàn chuyện trên sao quả không à. Bởi tao mới nói gì vậy đó, bởi vì tao mình biếm nhẹ mình nói mà nó không hiểu, này nó không hiểu được, nó cứ cho là Thế đúng này thuyết thiện vậy. là Rồi bố, theo cái câu chuyện bố vừa chia sẻ đó, theo cái góc nhìn của con á, không phải là nó không biết đâu, không phải là nó không hiểu đâu, nhưng mà vấn đề là thế này, tức là thời gian gần đây bố thường xuyên tham gia các diễn đàn và góp tiếng nói tích cực về cho đất nước, chống lại cái lượng siêu tạc của bọn chúng, thì ít nhiều gì nó cũng có cái sự ủng hộ hưởng ứng, bố biết không? Và chính vì vì đó thì bây giờ tụi nó sẽ có một hướng gọi là chống phá bố đó, bằng mọi hình thức, bất cứ bây giờ bố chỉ cần hở cái gì ra là nó sẽ chụp, tao đánh tao dù rồi có mà có đánh không tao không chứ. không ý là con biết là bố không ngại, bố không xài gì hết, nhưng mà ý con nói ở đây để con phân tích cho rõ vấn đề để mọi người nhìn nhận đó, tức là cái câu chuyện ở đây là không phải không biết đâu, không phải không biết là bố đùa, tại vì bố tham gia bên đây chơi như thế nào tất cả mọi người trong nước người ta hiểu mà, đúng không? Câu chuyện giống như hồi nãy bé Hoàng Yến nó cũng đùa, bố nó phản ứng, nó bố tức là bố nói vậy là nói tới tụi con luôn rồi, nhưng mà qua câu chuyện này nè, qua sẵn qua câu chuyện này thì cá nhân con chỉ góp ý bố cầm thêm một cái nữa thôi, nhỏ thôi, cái này con tin là bố chỉnh sửa được. Thứ nhất bắt đầu, thứ hai là ông Một cửa miệng cũng có à tiền cố gắng, cố gắng tao thì hạn chế lại đó, thứ nhất là bắt đầu, thứ hai là ông hạn hạn chế cực đoan về những vấn đề mà tôn giáo này nọ nó đi, tức là cái gì không phải là gì bố biết không, tức là mình không để cho họ có cơ hội để họ chụp, họ xuyên tạc đà, để họ gài mình vào câu chuyện là không hay đó, mình tức là mình không hở ra thì người ta không không chụp vô được mà đó, theo tao ý chấp con là nhận. vậy. Rồi đúng mày, có cái mày nói tao chấp nhận, có những cái mày nói có những cái vấn đề này, cái vấn đề mà coi chữ thề đó thì đó là cái quen miệng thôi, đó là cái câu cửa miệng thôi, chấp tao hứa là tao sẽ bớt lại và có thể là ấy, nhưng mà như nhiều khi á đừng làm tao tức lên tự nhiên nó phục ra nó Đúng rồi, automatic hiểu mà. nó Tôi hiểu đâu có mà. biết, tao Đúng nói tao gì rồi. tao không biết nữa. Đúng Còn cái rồi. vấn đề gì biết, con biết rằng là ngay cái hiện tình đất nước bây giờ đó, thấy Dạ. bố thì có trên vấn đề mà Nội An. Nội An là gì? Nội An có nghĩa là tình hình an ninh chính trị trong nước á, nội bộ trong nước á, mình không ngại ông phía ngoài đâu, tại vì ở ngoài các con đã Dạ. chuẩn bị sẵn sàng
giống như cái hàng rào, mình không có nói có đó, bác nói bố nói rồi tới 70 gần cả 100 triệu có cái camera chạy bằng cơm mà mình không sợ. Nhưng mà có điều anh con ở đây nó có những người mà hình thức lợi dụng tôn giáo để mà chống phá đất nước. Đúng rồi, có cái đó rồi này, có chứ mà là không tao phải lên án mạnh mẽ và nếu cần tao không, lên án mạnh mẽ. Thì bố lên án thì ok, cái vấn đề ở đây lên án thì con không nói gì hết, nhưng mà ý con nói là mình lên đó mình nói làm sao để mình hạn chế, mình có gom, đừng có gom chung, tức là lên án cái đối tượng nào mình lôi thẳng cái đối tượng đó ra mình nói luôn. Yêu cầu tất cả mọi người nào, tao nói rồi mà, tao nói rồi từ xưa giờ tao nói mày lãnh tụ của đạo không có đạo gì tao cần biết, đã rồi mình giải thích giùm tao mấy cái điều tao hỏi thôi mà, đủ từ xưa giờ đâu có ai giải thích đâu. Thì tao thắc không giải thích tao thỏa đáng, nhưng tao mới nói nữa chứ sao. Cái này không dạy mày tụng kinh đi, mày tụng kinh đi, mày tụng kinh sao mày để cho được. Rõ ràng cái sai con, cái gì? Cái này con không quên bố được, cái này con không có quên bố được đâu, con nói không, rồi không quên được. Trên là mà ai giải thích được thì ok, tao chấp nhận được, ok, không chấp nhận tao là tao nói hoài. Bởi vì rồi thì tao. Thì nào mày mà cái giá gì mày nút ngang mày giá, mày cầu kinh amen chúa chó gì đó đủ, ngày mai tao bệnh tao chết đi, thì nào tao chết thì tao không nói. Ok. Rồi không nói tiếp, bây giờ mình đi vô vấn đề tiếp theo nè, bây giờ là sao đang bức xúc gì phát biểu luôn đi. Không có bức xúc gì đâu, tao tức cười thôi, tại vì đôi lúc mình thấy nó ngu quá, mình tức cười thì tao cười tao lên, thì tao tiếp nói cái thằng nông dân nó nói chuyện là có nghĩa là người Việt Nam mình có một cái bệnh mà hầu như một cái thì ngu, có thể là ngu si hoặc là có thể là họ vờ ngu si, là gọi là nói thiệt thì không biết mà nói chơi cũng không biết luôn, có nghĩa là luôn họ trước quốc thì đã có nghĩa là vậy. Thì tôi muốn nói cái vấn đề dân trí đây có nghĩa là ở trong đất nước Việt Nam mình không phải ai cũng như ai, nhưng mà đa số bao nhiêu năm mình cái đó cũng là một cái hệ lụy từ xưa tới bây giờ, cái người Việt Nam mình bị ảnh hưởng nhiều về cái chiến tranh, không học hành tới nơi tới chốn, một số và sau này chỉ có khoảng thời gian phát triển là sau chiến tranh tới bây giờ. Thì tao đồng ý với nông dân á, thì tất cả mọi người lớp trẻ Việt Nam mình bây giờ rất là giỏi, rất trẻ, khoảng chừng 30-40 tuổi đó, thành đạt, đỗ đạt, cao học, tiến sĩ, các cái đầy đủ hết. Nhưng mà những cái lớp trước nữa, ví dụ từ 50, 60, 70 tuổi á, hầu như là họ không được đi học, là bởi vì trong thời gian chiến tranh, cái điều đó mình cũng thông cảm. Nhưng mà tôi nói cho mày nghe, giống như sáng bố nói về đó, có nghĩa là những thành phần đó đó, họ không có làm gì, họ hay than vãn, mày hiểu không? Chính vì đó tao mới nói chơi, chính vì đó tao mới nói chơi, mà nói chơi thì nó chụp câu nó chơi tao đó là nó nói tao nói thiệt, đồ quá, tao tức cười quá, là chính vì chỗ đó đó, mày hiểu không? Tôi giống y chang như thằng nông dân nó nói. Đó. Có nghĩa là nói thiệt không biết mà nói chơi không biết luôn, tôi kể cha thâu tác không biết, cái đó là cái mà cái bệnh cố hữu của người Việt mình, vậy có thể là người ta biết mà người ta giả bộ người ta không biết, tao nói để ta kiếm cớ để ta chửi mình cái vậy. Có nhiều cái nó có nhiều cái buồn cười đó, thôi cái chuyện đó tao bỏ qua, bởi vì tao đưa lên đó để chứng tỏ rằng đó là lời tao biếm nhẹ và chế giễu và nó chơi bỡn cợt, mà nó nói đồ tao là nó chụp tao, nó chửi tao đồ hiểu mà đấy, mọi người bên này hiểu đấy, có những người không hiểu thấy không. Đúng rồi, giống như cái bài của anh Phượng Yêu đó, đúng, có tất cả mọi người đều hiểu, có Phượng Hồng. Rồi, sẵn ai cũng hiểu, chỉ một người không hiểu, nên có một ra khờ. Thôi bài mới, hay đó, đúng rồi. Rồi, bây giờ không có ba, sẵn đây có bác của bố cũng thông báo, ngày mai là ngày sinh nhật của bố, đúng là ngày 27. Mai hả? Mai. Nhưng mà ngày hôm nay chút xíu ta đi lãnh xe. À, có quà đã, có quà sớm hả? Ok. Vậy mai có làm live không? Mai có làm live tổ chức thổi bánh kem gì không? Thôi, mệt lắm, mấy đứa nhỏ là tụi làm đi. Làm nữa, tụi nó không có cho đâu, lý do là sao? Nó khổ lắm, đụng cái thứ dài dài bên này, nó ghét. Được mà, mình ăn cơm, tụi nó ăn rau, đụng mình ấy, khổ lắm rồi, mệt, không có làm. Có thể là, ra một đường, trên đường đi về, nó live, có thể cho người biết, mà ngoài ra là ta không có live trong đó, trong nhà nó được. Tại vì ở đây nó có những cái đồ và những người ta cẩn trọng về an ninh thôi, không có mẹ chứ. Dạ. Ok. Thì trước khi bố xuống thì con chỉ nhắn gửi bố thế này nè, tức là bố chuẩn bị tinh thần từ giờ trở đi là bố sẽ bị là những cái thế lực bên đó nó đập bố dài dài luôn. Okay, thì đó dù biết, nhưng mà bố yên tâm một cái là thí dụ bố đi đâu chơi không, con không cần biết, con không quan tâm. Nhưng mà vào trong đây chơi là mọi người trong đây đều hiểu bố là cái chuyện đó là vô tư, không có gì hết. Còn ở ngoài nó như thế nào đó là quyền của người ta, đúng không? Mình đâu có cản được. Đúng không? Nói rồi. Có nghĩa là gì? Không ai bịt miệng họ được. Mà là ai đúng muốn rồi. Nói gì nói. Cái gì khi cái chuyện đó rành rành trước mắt.
Còn bên bởi tao này nói thì mày mọi rồi, người đã hiểu tao đã nói mày rồi, có nghĩa là người Việt Nam là không bao bằng lòng, không bằng lòng bất cứ sự việc gì trên đời này cả. Họ câu mâu và họ làm buồn cười lắm kìa, trời ơi vậy nói chung là đủ mọi là không làm gì. Bây giờ sự thật 100% vậy đủ, má về nhà nó cũng nói à đủ khổ lắm, nó bệnh thành ra tao cũng không chấp nhận, mà tao biết quá rành cái điều đó, mà tao từ tuổi rồi tao biết cái người Việt Nam thế nào, tao quá rành, tao đã từng nói tụi rồi, thành ra tao không khe, nhưng mà đôi lúc mình từ cũng đó. mình buồn cười thôi, bởi vì tao Chính ra lo vì họ lắm. hiệu bố á, chính vì hiệu bố nên nông dân mới nói thế này nè. Bố cầm khen Việt Nam thì cũng bị dập, bố nói gì hở ra nó cũng chửi, tóm Đúng lại đường nào nó cũng rồi. chửi. Ê, thấy chưa, nông dân hiểu là nhất cái buồn cười. Ông lên diễn đàn của con chơi có nhiều đứa cháu, nhiều con nhiều cháu, nhiều khi nó biết rồi bên tao rành, Dạ đây hiểu mà, không phải là đây anh em anh chị em hiểu bố mà. đúng là không phải bố lên mới ngày đầu, bố lên thêm Đúng mấy rồi. bốn năm nay, nhưng mà thành ra nhưng mà cái tá bản chất của bố là như vậy, bình thường cũng y chang vậy, không có thay đổi không cái gì cả, cũng tiếu Dạ. có cũng chọc rồi cũng quẹo rồi cũng là, nhưng mà cái tâm của bố thì rất là hiền thế thôi, mày hiểu vậy, là chỉ có một lòng là bởi vì Biết bố mà. đối với tụi con thì bố không có tâm sự được, nhưng mà đối với ông già bạn già tao tâm sự, là bởi vì sao, tao chán ghét cái cảnh này đất nước mình mà có một cái chuyện gì đó chẳng như chiến tranh, tao đã từng kể với ông nghe rồi. Chính tao là những người đi hốt xác những người anh lính gọi là tử sĩ đó, hốt thương tội lắm, mà tao tới bây giờ vẫn còn ám ảnh rồi, những cái hình ảnh ở trên mạng rồi những cuộc chiến tranh mình đã đi qua rồi, những cái người chết mà đó là chiến đặc biệt là chết rồi, những người lính Mỹ dậm đứng trên người tạo dáng để chụp hình, nó làm cho con người ta nó làm gì nó có một cái gì mà u uất lắm mà mình không nói được lên lời. Cái đó là những cái tâm trạng của người già mà đã từng trải qua chiến tranh mới thấu hiểu thôi, còn bọn trẻ các con thì đã qua rồi, con sống trong thời bình, có con nghĩ là chất lượng nó bình thường, nhưng mà chiến tranh thì nó không bình thường theo kiểu như con nghĩ, hiểu không? Vì vì đó có những cái mà tôi muốn giải tỏa, thứ nhất là giải tỏa stress, cái thứ hai nữa là lên mạng vui chơi, bởi bên này con biết rồi, bố buồn mặc dù nhà cửa không có thiếu bất cứ một cái gì cả, cái Đúng thằng rồi. này thiếu bất cứ một cái gì hết, nhưng mà nó khổ cái nó buồn, mà cái buồn ở đây là không thể nào mà có thể, ở đây đâu có đâu ai đâu mà tâm sự, Đúng có ai rồi. đâu tâm sự, đâu khổ ra việc tâm sự với các con rồi lên chơi rồi vui, coi Facebook hoặc là coi những cái diễn đàn này giống như những người bạn mình, cầu mong họ hiểu mình và mình để mình nói chuyện, cái mình trải lòng, mình trải lòng coi hiểu không? Thì bố cũng là một trong phần triệu người ở bên nước ngoài như vậy, nhưng mà bố hạnh phúc là được các con hiểu, còn những người khác họ không lên mạng được, chẳng như là Đúng họ rồi. những thầy công nhân làm neo làm chiếc rất là nhiều 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 lắm, nhưng mà họ không nói được với bố, có nghĩa là họ Đúng không thể rồi. nào thành ra có những cái chuyện đó. Con biết là ở nước Mỹ này là những người già bố vậy, mà người Việt thôi nha, khi lớn tuổi thì thay rồi họ bị tâm thần rất là nhiều, nó gọi là stress á, ngồi nó hẳn rất là nhiều ở tiểu bang bố, rất nhiều người Việt không ngồi một mình, không có ai chứ đó, ngồi ngước mặt trời ngồi lảm nhảm một mình, ngồi lảm nhảm một mình suốt vậy đó, Đúng rồi. đó là, nhưng mà cái bệnh nó hiếm thấy ở Việt Nam, nó bị nó không có, Đúng nhưng mà ở Mỹ là rất là nhiều. Cái đó là cái gì thì rồi. tao biết không, tao không muốn bị như vậy, cho nên là tao đi kiếm những diễn đàn vui chơi với các con để mà tìm thế thôi, đơn giản vậy thôi, còn cái Đúng chuyện rồi. yêu nước thì rất ư là lớn quá tao không dám, nhưng mà tao muốn nói tánh tao thì ngang bướng mà là ba trợn nữa, lại giống như ruột Đúng ngựa, rồi. thấy cái gì đó cái đó, hoặc là tao ghét ai mà phá đất nước tao, bởi vì đất nước tao mới vừa trải qua một cái cơn chiến tranh Bạo rồi, bệnh, cơn bạo xảy bệnh đi, đến cái gọi gì là cơn bạo bệnh đi. cơn bạo bệnh quạt hoài quạt quẹo thì mới là đứng lên chưa kịp dẫn và tôi bay vô phá là tôi bực lắm, mà ra vì chỗ đó ra tôi ghét, tôi lên tôi chửi thôi, thực chất tao cũng không ác ý gì, tao có biết ai là ai đâu, trời khổ, mà thấy rõ ràng ở đây các bạn Facebook này giống như con vậy, bác biết con lên lên lại chuyện con chưa uống cà phê con một lần, chưa nắm tay, chưa chào hỏi, chưa biết cái gì cả, rõ ràng vậy ra vì đó bắt coi đi, các con ở dưới này nếu mà đồng cảm với cái tâm sự của thì bắt bố bố mừng thôi, còn nếu không ấy nào Yên nữa thì tâm, yên bình tâm, thường. yên tâm, yên tâm. Cái vụ đó thì ông già yên tâm, con thì con nói rõ rồi đó. Con nói rõ là con bói tình hình luôn đó, thì ông già chuẩn bị tinh thần vậy thôi. Chứ còn ở chơi bên này thì mọi người trong đây là quan nghênh, không có vấn đề gì hết. Đó, vậy thôi. Không, đó Còn là cái cái này đáng là có những người ở ngoài thì cái chuyện đó mình đâu có cản người ta được. Đúng đúng không? rồi, thì rõ ràng như vậy, nhưng mà đây ở đây không phải là thanh minh, tao không cần thanh minh, tao đích thân là thần kinh lên mạng, Đúng rồi, không nhưng quan tâm. mà tao không thích, tao không quan tâm thế thôi, nhưng Đúng mà ở đây rồi, sẵn chẳng. sẵn có cái việc mấy câu và nãy bố lên bố nói bố giỡn chơi mà bố lên mỉa mai á, thì tụi nó lên xỉa liền, nó xỉa liền, ô thằng quỷ già này kia cái nữa là cái mà tao cười quá, bởi là tao xin lên để tao Cãi đưa cho mày đây. làm chứng luôn,
không, bố biết là kể đó chứ đâu có làm gì đâu. Có cái điều mà bố thấy buồn cười, điều nhất là nói như vậy để con hiểu là cái dân trí của người bên tụi này đi rất là như vậy. Thì nó không làm gì được gì lớn cả, không có làm được gì hết, đúng không? Cũng giống như ngày xưa bố có một lần cái live của con, bố cũng đã được nói rồi, nghĩa là hai cũng đã cũng hai miền Nam Bắc cũng có những cuộc đấu tranh, mà ngày xưa họ đấu tranh khác khác hẳn bây giờ, họ âm thầm và họ làm những chuyện động trời, khi mà vỡ lẽ ra thì lúc đó là đã muộn rồi. Còn bây giờ nó chưa lên, ngủ bắt nó khua mỏ, nó đắm tùng 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 trên Facebook á, đồ nó đào, bởi vì tèo nó đào ầm bên trên Facebook. Nó khổ lắm, bởi vì họ không có lý tưởng, con họ không có lý tưởng, bởi khi người ta có lý tưởng thì họ chuyển diện và vượt qua, nhưng mà tụi này là hầu như không có lý tưởng, mẹ nói cho nó sướng miệng thôi, nó khổ vậy mệt ghê. Tao lên mày tao giải thích chút xíu thôi chứ tao không có gì cả. Tao chỉ thay đổi chút xíu nữa đi lấy xe kê vậy đó, okay. Rồi lấy về khoe đi nhanh lên nha, còn đây là yên tâm đó. Rồi có hình chụp rồi nhưng mà tao không đưa lên, mà tại tránh bố không có thích ấy, chỉ có mình mày ở đây lúc nào, ở đây lúc nào cũng coi bố cầm là một ông già Nam Bộ đó, là nói vậy thôi rồi là hiểu rồi, đúng không? Không cần già giàu, ông già Nam Bộ khổ cái bản chất ấy, thì không thể nào mà bỏ được, bởi vì đúng rồi. Ngày mình làm mà nói bây giờ mày giấu cỡ nào mà nói, mày nói được hai ba câu năm bảy câu là người ta biết mày ở xứ nào liền, và cái bản đúng chất mày chỉ là người ta biết mới. Con người ta thường thường là à, thiệt mày tao từ người ta không có tin tướng số, nhưng mà mấy thằng tướng số nó nói đúng, mà đúng theo kiểu khoa học, có cái gì nó nhìn mà nói chuyện, mà nó nói chuyện bọc mạch rồi cái là nó biết mày con đường thế nào rồi biết. Chẳng qua vì sao khi mày nói ra mày toát ra cái người đối phương mày hiểu là mày là muốn nói gì, và cái tư thế tư cách của chị thì người ta bọc mặt người ta biết thứ số là đám bò mà đám bò bởi chúng bởi vì vậy thôi chứ cháu không phải đừng đừng nó thần thánh với con mẹ vậy đây chứ đồ má nói hên xui mà nó vô mặt mình buồn rầu rĩ đi tới ông coi bói đủ dùng ông coi bói dùng đủ cái mặt này rầu một tất tình hai thiếu nợ ba là xích chữ nhảy cầu thế thôi đơn giản thôi, cái mặt nó vậy không thể nào nó vui được, đồ mình tán cái buồn à đúng rồi là xong ngay thầy bói mà đùa có câu là đủ quá bói ra ma mà rét quét nhà thì phải ra rác là vậy đó. Yeah. Ok con rồi, ok rồi. Yeah. Chơi đi tao chuẩn bị tôi đi rồi, ok, okay. Cảm ơn bố nha.